Kính thưa quý vị và các bạn, tiếng trống rộn ràng ở khắp nơi đã và đang thực sự biến những con phố tại thủ đô quay trở lại với không gian tuổi thơ trong ký ức của nhiều người. Trước thềm Trung Thu thì hai con phố Hàng Lược và Hàng Mã đã thu hút được đông đảo người dân đến tham gia và trải nghiệm. Những năm gần đây, các mặt hàng thủ công có xu hướng quay trở lại thị trường đồ chơi Trung Thu với đa dạng màu sắc, mẫu mã, thể loại. Đây cũng là ưu tiên của nhiều phụ huynh khi lựa chọn đồ chơi Trung Thu cho con em mình. Đồ chơi thì nó rất là đa dạng, năm nào cũng thế, đồ chơi Trung Quốc cũng có mà đồ chơi Việt Nam nhà mình cũng có. Trung Thu là Tết cổ truyền của cháu các cháu mà nên chị vẫn lựa chọn cái gì đấy nó là cổ truyền. Các mặt hàng đồ chơi truyền thống không chỉ thu hút sự quan tâm của những thế hệ đi trước, các bạn trẻ cũng cảm thấy thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn. Mình thấy thì năm nay nó rất là đa dạng về đồ chơi, đồ trang trí, cảm giác nó mang lại cho mình cảm giác thích thú rất là nhiều và đặc sắc. Sự quay lại của nhiều mặt hàng đồ chơi cổ truyền như một tín hiệu lan tỏa mạnh mẽ, có tính cạnh tranh cao đối với các mặt hàng đồ chơi khác được nhập khẩu.